Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian TCR Composite. Đây là một mẫu xe đua dành cho các tay đua chuyên nghiệp. Sử dụng được trang bị bộ khung khí động học và nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Vâng, một chiếc xe full carbon đến từ Gian các bác nhé. Đây là một mẫu xe đua carbon cao cấp bán rất chạy tại cửa hàng em. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe carbon Gian TCR Composite với nguyên bộ khung carbon. Khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon. Với dòng Gian TCR thì bác nào đã nghiên cứu qua về xe Gian thì biết đây là một dòng xe chuyên dành cho các xe đua tay đua chuyên nghiệp với chất lượng khung rất là tốt các bác nhá. Khí động học, em đánh giá hình thức chiếc xe này trên 90% để độ mới. Giá được bình nước nguyên zin theo xe của Gian. Giá được nhôm rất là chắc chắn. Xe có 3 màu phối hợp là đen, trắng và đỏ. Sơn còn rất là đẹp đấy. Cọc yên carbon nguyên bản của Gian, yên hiệu Litu. Yên còn rất là mới các bác nhé. Bộ vành của Shimano rất là cao cấp đây. Shimano các bác nhé. Trên khung xe có mã QR code của hãng. Vâng, và xe trên khung xe có đề size S. Lát nữa em sẽ đo chiều cao xe đứng. Tay cuốn hiệu Vizic. Bộ phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra. Vâng, và xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra bên này bên lip 10 tầng. Đây là bên đĩa 2 tầng cho xe 20 tốc độ. Bộ vành trước cũng của Shimano. Thông số lốp là 700 nhân 23C. Lốp hiệu Maxxis. Càng carbon nguyên bản của Gian. Carbon các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Đồng bộ theo xe nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa nhôm của Shimano Tiagra.
10 tầng lip. Lip còn rất là mới thôi nhé. Củ đề của Shimano Tiagra nguyên bản theo xe. Giờ sẽ đo size chiều cao size đứng của xe. Trên khung xe ghi size S. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 47. Phù các bác từ 1m6 đến 1m7 thì đi vừa xe này. Sử dụng trang bị 10 tầng lip và 2 đĩa. Sẽ test chuyển động của xe lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống lip. Bên tay phải em là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Tiagra. Lên đĩa. Vận chuyển là rất tốt. Tiếp là dàn TCR Composite. Xe full carbon. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe dàn TCR Composite. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 16.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Đây là một chiếc xe full carbon và được trang bị nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.